Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Trần Hải Vua Pha Chế. Trong video clip này, Trần Hải Vua Pha Chế sẽ chia sẻ cho các bạn một loại đũa cực kỳ tuyệt vời, đũa rất là thông dụng. Nghe thì nó dễ thôi nhưng mà đôi khi mỗi người làm lại tạo ra cái vị khác nhau. Đũa có tên trà chanh. Chúng ta có thể gọi trà chanh Hà Nội, trà chanh chém gió hoặc là trà chanh Việt Nam cũng được. Để làm được loại trà chanh này, các bạn có rất là nhiều công thức. Tuy nhiên hôm nay Hải chia sẻ các bạn những công thức bao gồm những nguyên liệu như sau. Một, chúng ta sử dụng trà nhài. Ở đây chúng ta sử dụng trà nhài Koji. Các bạn có đường nước, mật ong, đá. Và nguyên liệu chính không thể thiếu được đúng không ạ? Đó là chúng ta có chanh, chanh vàng. Sau khi có nguyên liệu rồi, chúng ta cần trải qua một vài cái thao tác. Giờ sau đây tôi và các bạn chúng ta sẽ tiến hành làm luôn. Việc đầu tiên của chúng ta cần làm đó là các bạn cần phải ủ trà đúng không ạ? Các bạn lưu ý cái phần ủ trà. Chúng ta sử dụng trà tép, tép trà. Các bạn chỉ cần ủ từ 7 đến 10 phút thôi. Trong cái phần ủ các bạn lưu ý, khi mà khách gọi và chúng ta ủ luôn thì và có nghĩa là chúng ta làm từng cốc một, các bạn chỉ cần ủ trong 3 phút. Tuy nhiên thì để mà trà được ngấm, được ngon và cái màu được thơm thì các bạn nên ủ khoảng độ 10 phút. Nếu như các bạn ủ thời gian lâu hơn, trà nó sẽ xuống màu và nó oxy hóa, cái màu nó sẽ đậm hơn một chút. Thậm chí là để mở ra nó còn đỏ rồi ạ. Sau khi phần trà đã được ủ, các bạn tiến hành các bước tiếp theo. Chúng ta sẽ vắt chanh. Đối với cả chanh, có rất nhiều loại chanh. Các bạn trên thị trường có những loại chanh là chanh xanh, chanh vàng và chanh không hạt. Ở phần này các bạn lưu ý, chúng ta sẽ sử dụng chanh bình thường, chanh có hạt. Các bạn lưu ý trong cái việc lựa chọn chanh, các bạn lựa chọn chanh có cái vỏ nó không quá dày, không quá xù xì, và vỏ nó cũng đừng quá bóng. Chanh có màu xanh, vỏ cứng vừa phải. Về trọng lượng khoảng 20 cho đến 22 quả trên 1 kg. Trước khi vắt các bạn lưu ý chúng ta cần phải gạt cái hạt, đúng không ạ? Gạt hạt xong các bạn vắt chanh. Các bạn vắt nhẹ nhàng thôi, chúng ta tránh việc tì như này. Bởi nếu các bạn càng tì mạnh thì chanh nó sẽ ra cái chất dầu trong này nó bị đắng. Chúng ta vắt nhẹ nhàng thôi. Bình thường thì vắt chanh thì chúng ta hay có câu tục ngữ là vắt chanh thì bỏ vỏ. Nhưng khi làm việc với Trần Hải thì chúng ta sử dụng cả vỏ các bạn nhé. Cái vỏ của chanh nó có tinh dầu rất là thơm. Và khi mà vắt chanh xong, các bạn sẽ cắt cái phần vỏ này ra thành những miếng nhỏ nhỏ như thế này. Cắt theo hình sợi. Chúng ta cắt một chút vỏ như vậy, khoảng độ một nửa hoặc là 1/3 vỏ quả chanh. Cái phần này lát nữa chúng ta sẽ sử dụng cho lắc trong cái cốc trà, để cho cái cốc trà của chúng ta có cái mùi tinh dầu chanh thật. Chứ chúng ta không dùng những cái hóa chất hay là những cái bột chanh để chúng ta làm trà chanh. Các bạn sử dụng hoàn toàn những nguyên liệu tươi, ngon và rất thân thiện. Sau khi chúng ta chuẩn bị sẵn sàng, các bạn đo nguyên liệu vào đây. Chúng ta sẽ cho một chút mật ong. Về công thức thì tôi đã ghi, các bạn để ý, chúng ta có công thức ở ngay bên tay phải của video của các bạn. Các bạn đổ mật ong, cho đường vào trong cái phần đáy, phần bình lắc này. Nguyên liệu của chúng ta còn lại là trà và đá. Trước khi chúng ta cho trà và đá vào trong bình để chúng ta lắc mạnh, các bạn lưu ý chúng ta cần gì nhỉ? Các bạn cần phải làm lạnh, làm nguội trà. Các bạn lưu ý nhé, trước khi chúng ta cho đá vào để làm nguội, các bạn cần kẹp chặt để cho cái tép trà nó chiết xuất được ra tất cả các vị bên trong. Một điều nữa các bạn cần lưu ý đó là khi chúng ta ủ trà, các bạn nên ủ bằng bình inox, ca inox, hoặc là các bạn sử dụng bằng cái cốc sứ. Ở đây chúng tôi sử dụng cái
loại thủy tinh, nhưng mà thủy tinh chịu nhiệt, chứ các bạn đừng cho, đừng ủ trà nóng bằng cốc thủy tinh nhá, nó sẽ bị vỡ, rất là nguy hiểm. Đến công đoạn này chúng ta vừa thật làm xong, đó là làm trà ngà lạnh đúng không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ cho vào lắc. Các bạn lưu ý chúng ta sẽ sử dụng cả những cái vỏ chai này để chúng ta lắc cùng. Sau khi bạn cho trà vào trong này, tất cả nguyên liệu đã được nằm tất cả ở trong cái bình lắc. Các bạn đóng nắp, mở cái phần nhỏ này lên để cho hơi nó thoát ra ngoài, để trong quá trình các bạn lắc nó đỡ bị trường hợp bật vào mặt đúng không ạ? Các bạn cầm rất là thoải mái tay. Nó tên là bình shake cho nên các bạn cầm như mình bắt tay ấy, đúng không? Bạn để một ngón tay thuận lên trên cao, ngón tay cái lên đây, các ngón tay lại, còn lại các bạn để dọc theo chiều dài của bình lắc. Tay còn lại các bạn để bên dưới và chúng ta cứ lắc đúng không ạ? Có rất nhiều kiểu lắc các bạn nhé. Các bạn lắc bằng cổ tay được, chúng ta lắc bằng cái độ cổ tay lại được, để như này được. Các bạn lắc cổ tay thì chúng ta không bị mệt, không dùng sức để lắc. Tuy nhiên thì chúng ta có thể lắc như thế này, okay. Hoặc chúng ta có thể lắc như này. Cái điều quan trọng là đá phải được trộn đều vào trong và nguyên liệu phải được trộn đều. Cái thứ hai, cái mặt các bạn phải tươi. Sau khi lắc xong thì chúng ta có thể một vài thao tác thêm, bạn lắc như này để cho nó đẹp đấy. Bình lắc lúc này rất là lạnh và đều, ok. Chúng ta cho thêm đá vào, cắt một vài lá chanh để trang trí dưới thân cốc. Các bạn chút trà sang. Các bạn lưu ý đối với cả một số những lát chanh bên trong, chúng ta gạt cả lát chanh cho vào cốc của khách, đúng không ạ? Những cái phần vỏ chanh này rất là thơm các bạn nhé. Chúng ta đừng bỏ phí. Trong mỗi một cốc trà các bạn đều phải dùng. Và chúng ta đều lắc như vậy, hương thơm của cái tinh dầu nó sẽ tỏa ra làm cốc chúng ta rất là tuyệt vời. Các bạn có thể trang trí bằng một lát chanh hoặc là một vài cái lá bạc hà tươi, nhìn cho nó sống động các bạn. Ở bài phần này chúng tôi trang trí một cái miếng chanh. Đối với lá bạc hà, các bạn cứ trang trí lên trên đỉnh cốc. Trong quá trình uống, các bạn có thể khuyên khách, giới thiệu khách là khi chúng ta uống, chúng ta có thể đưa cả cái lá bạc hà này xuống dưới cốc để cho nó thơm, cho nó thêm nhiều vị, nó cảm thấy nó sảng khoái hơn rất nhiều. Phần cuối cùng là các bạn chỉ cần trang trí, đưa hút vào và chúng ta thưởng thức. Các bạn và tôi, chúng ta vừa trải qua một vài cái kỹ thuật, một vài bước. Sau khi đã có nguyên liệu rồi, chúng ta chỉ cần để ý một vài các bước thao tác và chúng ta đã có một sản phẩm cuối cùng. Đó là một cái cốc trà chanh Hà Nội, trà chanh Bụi Phố. Thực sự là tuyệt vời đấy bạn. Cái cốc trà này các bạn lưu ý đối với nền trà. Chúng ta có thể sử dụng rất nhiều nền trà. Các bạn có thể sử dụng trà xanh, trà Koji xanh, nó ghi là trà xanh bình thường. Ngoài ra có thể là sử dụng trà xanh hương nhài. Đây là chúng ta sử dụng hương nhài. Bên cạnh đó các bạn có thể sử dụng cả trà móc câu giống như trà Thái Nguyên bình thường. Ở mỗi một cái loại trà nó có một cái hương vị hơi khác lên một chút. Tuy nhiên cái hương vị đặc trưng của nó vẫn là một chút trà xanh có vị hơi chát chát. Và nó được kết hợp với cả mùi hương nhài, mùi mật ong và nước chanh tạo ra một cái vị nó không có một loại đồ uống nào có thể có cái vị giống như thế này được. Nó một cái vị rất là đặc trưng, gọi là thế người ta mới gọi là trà chanh Bụi Phố, trà chanh Chém Gió và gọi là trà chanh. Đây là một loại đồ uống cực kỳ tuyệt vời các bạn nhé. Không những chúng ta uống vào mùa hè thì nó quá tuyệt vời rồi. Các bạn có thể sử dụng cả mùa đông, bởi vì mùa đông bây giờ không như ngày xưa. Ngày xưa thì còn đói, còn rét, quần áo không có, uống cái gì thế lạnh. Nhưng mà bây giờ với những xã hội này, mùa đông cũng đi ăn kem và mùa đông cũng uống trà chanh.
dài cho anh luôn luôn vẫn là tuyệt vời. Nếu các bạn thấy video này hữu ích, các bạn hãy like, share, đăng ký kênh Trần Hải Vua Pha Chế. Khi đăng ký kênh, các bạn sẽ hỗ trợ, sự giúp đỡ cho Hải được có thêm cái nhiều động lực, nhiều những cái ý tưởng, và để cho những cái video tiếp theo Trần Hải sẽ ra những nhiều loại đồ uống hay hơn, mạnh mẽ hơn và cá tính hơn. Các bạn được trải nghiệm ngành FB, có nghĩa là không phải là đồ uống, đồ ăn không còn phải là ăn no mà còn phải là ăn ngon, không phải ăn ngon mà còn phải ăn có văn hóa và phong cách ăn như nào. Qua cái việc đăng ký kênh, các bạn sẽ được trải nghiệm một cái ngành dịch vụ ẩm thực nó đạt đến phần nghệ thuật. Một lần nữa cảm ơn các bạn, chúc các bạn thành công.